Hello các bạn, bây giờ các bạn cùng mình vẽ nhân vật Nami trong One Piece nhé các bạn. Bây giờ các bạn vẽ theo mình nhé. Sẽ chấm trước nha các bạn. Chấm để lấy chuẩn, khung chuẩn. Chấm đây. Chấm đây. Chấm mỏng mỏng trước nha. Ok, và sang đây, ok. Rồi giờ vẽ theo mình nhé. Vòng đây nhé các bạn, kéo nối xuống, ok. Bây giờ mũi nhé, đây mũi trước nha các bạn, mũi đây nè, ok. Mũi cong đây nha các bạn, ok. Mắt đây là lông mày đây nha các bạn, lông mày đây nha. Ok, lông mày Nami nó mỏng lắm. Giờ vẽ mắt chứ nha các bạn. Mình chấm nha, chấm để mình vẽ cho chuẩn á. Chấm mắt đây, chấm mắt bên này nè. Ok, giờ mình vòng theo cái đường này thôi nha. Chấm đây nè, đấy, mình vòng theo vậy thôi. Giờ tô cho lông mày dày ra. Em tô chậm nha, tô nhanh là bị sai á. Tô chậm thôi. Rồi lông mày mí mắt. Ok, rồi mắt Nami đây nha các bạn. Chấm dưới đây nha, vòng này. Ok, giờ mình vẽ cái mắt nha các bạn. Mắt Nami là khá to nha các bạn, to và tròn. Rồi đến bàn vẽ chậm thôi nhé, không cần vội vàng đâu. Ok, này tí nữa em tô màu cam sâu nha các bạn. Tô trước màu đen đi, thế nên mình hướng dẫn các bạn tô mắt nha. Rồi vẽ mắt bên này nha các bạn, cũng vậy, cũng vòng đây nha, cũng cẩn thận nha, kiểu bây giờ bị sai. Rồi lên cho dài dài xíu. Đây nha các bạn, chấm đây nha các bạn. Ok, bây giờ vẽ mắt nha các bạn. Này là dễ bị mắt to mắt nhỏ lắm á, nên là các bạn vẽ cẩn thận nha. Tí nữa mình tô mắt màu cam sâu nha các bạn. Rồi bây giờ vẽ lông mày trên này, chưa có lông mày các bạn, lông mày. Ok, này chưa có mí mắt nha các bạn. Ok, rồi giờ mình vẽ tóc nha các bạn, tóc rồi mình vẽ tóc. Tóc Nami màu cam nhé, tí mình tô màu nhé. Thank you.
các bạn. Các bạn vẽ cứ từ từ nha, vẽ nhanh là bị sai á, không có vội vàng. Okay. Tóc bên này nha, tóc bên này một sợi bên này. Rồi lỗ tai đây nha các bạn, tai này. Giờ cổ nha mày. Ok, cổ đây. Rồi tóc bên này. Thôi giờ cổ bên này giờ xong chứ nha. Xong chứ. Ok, hai cổ xong vòng. Giờ cái tay vô này nha các bạn. Tại bên này nó có một cái tay nè. Này nó có một cái tay mà. Nên mình vẽ theo cái tay đó. Giờ dưới đây là cái vòng cái la bàn bàn. La bàn hướng dẫn từng thế giới rồi ghê chưa. Mình vẽ chậm nha các bạn, tại vì vẽ nhanh là sai là nhanh đó. Okay. Này ba cái la bàn ở trong. Ba la bàn ở trong nha các bạn. Thầy tay 50. Ok rồi. Tiếp tục như đây nha, cổ ở đây nha các bạn. Tóc này, tóc cho xong nha các bạn. Đây là tóc cho xong nha các bạn. Rồi tóc bên này nha các bạn. Bây giờ mình vẽ tóc bên này. Các bạn cứ vẽ từ từ nha, từ từ là nó không có bị sai, vẽ nhanh là bị sai. Rồi vòng đây rồi. Tóc. Ok, tóc này. Đây là lỗ tai. Dây này, rồi áo dây rồi. Ok.
vai. Ok. Rồi tóc. Tóc xong mình tô màu nha các bạn. Tóc xong mình tô màu nhé. Ok. Rồi vòng đây nhé các bạn, vòng đây nhé. Ok. Giờ nhanh là mình bị méo nét liền. Okay. Rồi mình tô màu nhé các bạn. Năm bây giờ da màu trắng nha. Màu trắng mình dùng màu số 25 nhé. Số 25. Sau đó mình tô da chứ nhé. Tóc tô xong. Tô da, tô mắt. Ai mình cũng có vẽ một cái hình Nam Y rồi mà nó bị sai nên là mình bỏ đây, là mình vẽ lại lần hai đó. Không phải dễ vẽ đâu các bạn. Nói chung là mấy cái khuôn mặt mà chuẩn thì khó lắm. Cái bạn trai này sao dễ ghê. Bạn gái là khó lắm nha. Tô hết màu da nhé các bạn. Giờ mình hướng dẫn cho các bạn tô mắt nha. Gọt chì đã nha các bạn. Chì đã nha. Chì màu đen nha các bạn. Số 22. Khuôn mặt chưa xong nha các bạn. Khuôn mặt là mặt chưa xong đâu nhé. Dưới đây nó có độ bóng rồi nè. Mặt chưa xong lắm đây nè. Tai nè. Ok, giờ mình đánh lại mắt tí nha. Gõ bút chì nhỏ đi nha các bạn. Gõ bút chì nhỏ nha. Rồi giờ mới đánh lại mắt nè.
phải gọt cho nhọn để tô mấy cái góc mà nó không vào được ở nhà. Ok rồi, bút trắng đâu? Đây là bút ghe nước trắng nha các bạn. Mình trắng là cho độ bóng. Rồi bây giờ mình tô tóc nha các bạn. Tóc màu cam. Cẩn thận dễ bị lem nha các bạn. Tóc màu cam số 22 nha các bạn. Cứ tô chậm nha các bạn, nếu mà tô nhanh thì nó sẽ ra không đều màu nha các bạn. Các bạn cứ tô chậm nha. Quên tô tóc, chưa tô tóc bên này nha các bạn. Do các bạn thấy dễ lem nên là mấy màu vàng mình tô không cẩn thận là dễ bị lem nha các bạn. Nó lem qua cái ô của màu khác. Tô hết tóc nha, tô tóc nam y nó mới đẹp nha các bạn. Tóc đây hả? Ok. Mới tô mấy màu dạc bạn cứ nhẹ nhàng là được nha. Cần phải mạnh đâu, nhẹ nhàng là nó vào mực nha các bạn. Tô cái đồng hồ áo dây nè. Rồi cái đồng hồ nhé. Vòng vàng vàng nhé. Rồi cái bên trong đồng hồ là màu 67 xanh nhé, xanh. Ok giờ đánh bóng mặt nhé các bạn. Rồi bút chì trắng, quên bút chì bình thường, không mà chì trắng đó nha. Chì nha bạn. Chấm mắt ra nó sáng rõ. Mình chấm thêm một cái. Ok. Rồi mình dùng
bút nâu, nâu bút chì mắc cua nâu các bạn, đánh đồ bóng các bạn. Chị ra đây thấy không? Đấy, bóng nha. Đấy. Đánh đồ bóng của dưới mí mắt nữa nha. Mắt nha. Nami không tô sao môi nhưng mà mình đánh tí nha, con nó cũng phải sao môi đâu, tí cho nó gọi là thấy cho nó có cái đậm đậm tí không, nó nổi hình tí. Các bạn tô được không, tô được sao, không ai bắt các bạn tô, thích thì mình tô. Thì mấy góc bóng trong trong tóc nha các bạn. Ok. Rồi giờ đánh tóc đúng không? Rồi chưa, nếu khuôn mặt chưa xong, mặt là mình lấy chì màu trắng các bạn. Thì phấn trắng mình đánh độ bóng tí nha các bạn. Mũi nè, mũi. Mặt cho nó trắng trắng tí nha các bạn. Mày thả. Đấy, mình đã phủ nha, phủ. Ok. Đây là cái cây chà chì nha các bạn. Phải chà chì, mình chà nhẹ thôi là nó loang mà, không cần phải chà mạnh đâu. Đấy, cái này phấn chà nhẹ loang. Rồi giờ đánh tóc nha các bạn, tóc là mình phải đánh cái độ bóng của tóc chứ nha. Đấy, chì nâu nha các bạn, chì mắc cô nâu đấy. Tí nữa mà dùng chì trắng đánh lên nó tóc nó sẽ đẹp nha các bạn. Dùng chì nâu nhé. Dùng chì nâu đánh các bạn. Quên là dưới này chưa đánh á. Mình đánh một tí cho nó dưới độ bóng của dưới cằm nha các bạn. Không cần nhiều đâu. Đấy, tí cho nó nổi là được nha các bạn. Tóc chưa đánh xong nữa. Rồi ta lấy tóc bên này nha các bạn, chưa đánh. Chì nâu mắt cô nha các bạn, để tô cái điểm bóng. Dùng chì nâu mắt cô.
trong này chụp hình. Và bây giờ ta lấy chì trắng đánh lên nha bạn. Chì trắng, nét trắng các bạn. Mình gọn chì xíu. Quẹt đánh. Đấy, dày dày dày. Mà đánh theo cái đường bóng thôi, không cần phải đánh nhiều nha các bạn. Đấy, chỉ vậy đấy các bạn. Đây là cái điểm điểm bóng, một bóng của tóc các bạn. Vậy thôi. Cần phải đánh nhiều hơn. Ok, ta lấy bút chì nâu chỉnh lại tí nha các bạn. Thì dưới cổ, gần cổ tí, mờ mờ tí là không cần phải đậm. À, chưa đánh cái vòng nha. Tí là quên. Mình đang tô độ bóng của cái vòng nha các bạn. Có tí vên quên. Cái này bằng gỗ nha, nên là mình đang tạo cái vân gỗ. Ok. Rồi bút thì trắng. Ok. Lại cái cổ tí nha các bạn. Tô lại tóc này thì tóc trên này. Rồi xong rồi nha các bạn. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trên video sau nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha.